80p này, đẩy lên P31 này. S này là tốc độ cắt chỉ này. Đây cho cái không chậm nhất này. Nét để nhớ em. Tiếng cắt nó rất nhẹ ạ. Mình cho lên 100 này. P này và P31 này. S này. Để lên 100 này. S nhớ lại. Mạnh hơn này. Em bề môn này chỉnh xuống khoảng gần 30 cách bình thường.